Chị em và anh chị ơi, nhớ chia sẻ nhiệt tình cho hai chị em có thêm động lực nha anh chị nha. Bây giờ thì một cái bài hát mà hôm qua anh chị yêu cầu nhiều quá này, hôm nay hát dành tặng cho chú anh chị luôn nha. Ok, đố anh chị biết bài hát gì? Chia sẻ đi mọi người ơi. Và đừng quên là anh chị mình mua hàng thì cứ lên số điện thoại bên dưới cho hai chị em luôn nha. Xíu nữa hai chị em sẽ tư vấn rõ hơn cho các chị ạ. Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể ủi an tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Dẫn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được toàn những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời cao khắp muôn nơi trời mây, xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Hey! Hai người song ca hay lắm, cảm ơn chị nhá. Anh chị yêu thương chia sẻ rực rỡ cho hai chị em thả tim anh chị ơi. Comment thử tối nay anh chị đang ở đâu? Hiện tại tối nay anh chị đang ở tỉnh thành nào đang theo dõi Sao Băng và Yến Dung My vậy ta? Hiện tại thì hai chị em đang ở Bến Cát Bình Dương anh chị, còn anh chị thì sao? Đó, bình luận nhiều đi mọi người. Giống doanh nhân thành đạt hả? Không, này giống bà chủ này, giống thư ký rồi đó. Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể ủi an tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày. Dặn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được toàn những xót xa. Góp cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời cao nào thấu, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tặng theo ánh trăng ta. Ngày trắng ở trên cao nhìn xuống đây, ai bôn ba khắp nơi nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần xa. Chẳng ở trên trời cao nào thấu, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tạm theo ánh trăng ta. Ngày trắng ở trên cao nhìn xuống đây, ai bôn ba khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. À, Mộc Châu ở Mộc Châu Sơn La nè anh chị, ở 550 Bình Dương gần quá nè. Bình chuẩn là các kiểu đó. 550 là Dĩ An quý chị ơi. Không, Bình Chuẩn kìa. Có Bình Chuẩn nữa đúng không? Ok, Dầu Ngọc và Tân Nguyên đúng không? Bình Chuẩn, Bình Dương, ok, Nguyễn Nhiên gần quá nè. Anh chị Minh ơi, hôm nay là thứ mấy rồi anh chị ơi? Nhớ luôn. Không nhớ. Không biết thứ mấy luôn. Tại vì ngày nào cũng làm, chúng ta không biết hôm nay thứ mấy nữa. Đúng rồi, không biết là hôm nay thứ mấy luôn anh chị. Anh chị chúng ta có thể cho Sao Băng và Yến Dung My biết là hôm nay thứ mấy không anh chị ơi? Thứ mấy nhé, để bên mê các bạn sẽ tìm hiểu coi kênh trục chặt gì mà không xem được nhá. Chia sẻ chị nhá. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chỉ anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, kiếm tìm. Em vẫn đứng đây cho anh đi tìm. Lúc mà anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm.
chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui em về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Là ai đi qua chỗ này, chỗ nào? Còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Bò Huế nha. Hello chị nha. Đố hai bé chị ở đâu? Chị ở đâu không biết luôn. Chị ở đâu còn lâu thì mới biết. Còn lâu biết. Yến ăn gì đẹp thế? Yến ăn collagen đó. Uống collagen nè. Dạ cái toner mà giá 390 ạ. Chị Hạnh, cho em xin số điện thoại của chị Hạnh nhá. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em quay sống sao? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy nhưng ngày vui anh vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đấy? Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, lúc buồn. Vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say qua chốn này. Còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Cảm ơn Nguyễn Thanh, cảm ơn cô chú anh chị. Anh chị ơi, chia sẻ được rõ cho hai chị em nhé. Cái khúc mang tên là Anh Chị Muốn Sao Bao Mà Yến Như Mây Sống Sao. Chị chức đồ thờ, cho em xin số điện thoại của mình với chức đồ thờ. Sờ chức đồ thờ à, cho em xin số điện thoại của mình nhé. Nghe sợ sợ hơi mà. Anh chị mình nhớ là muốn mua gì anh chị lên số điện thoại bên dưới nha mọi người. Cảm ơn Hoàng Anh Phạm nha. Bữa giờ nó trục chặt trong cái người cho nên giọng nó hơi khàn khàn rè rè tí xíu, nghẹt ngàn xíu, anh chị nghe đỡ nghe tạm nha. Vài bữa mà nó bớt bớt hết rồi cái mình nghe cho nó ổn định lại ha. Tẩy trang 2 trong 1 thoa kem xong có phải rửa lại bằng nước sạch không em? Chị Nguyễn Thị Hiệp ơi, cái tẩy trang và rửa mặt 2 trong 1 này á là thoa kem xong thì đâu có cần rửa lại cái gì đâu chị ơi. Mình rửa cái này, mình thoa xong mình rửa sạch. À, mình có dùng nước chứ, mình có sẽ dùng nước nha chị Nguyễn Thị Hiệp nha. Có dùng nước làm ướt mặt trước xong rồi tới sản phẩm này chúng ta thoa nhẹ lên da. À, chúng ta massage thật kỹ cho nó sạch xong rồi lấy nước chùi đậy lại chứ không có phải để vậy xong rồi nó hết là không có nha chị nhá. Chị Hiệp thấy ok không ạ? Ok chị Thu Hà, chị Hoàng Lê. Chào anh Việt Anh. Mình dùng giống như sữa rửa mặt bình thường vậy chị gái ơi. Đó, khi mà mình massage lên da mặt mình chút xíu là mình rửa sạch bằng nước sạch. Đó là xong, đơn giản vậy thôi chị gái ha. Tại vì khi mà mình nghe nói là cái gel rửa mặt 2 trong 1, mình nghĩ là thôi mình cứ thoa một lần đó thôi rồi massage xong mình đi ngủ là không được nha. Mình phải lại bằng cái nước cái rửa bằng nước sạch lại cái đã. Ok, cảm ơn chị Thu Hà, ai không chào người kế bên cạnh. giờ hát thêm bài gì nữa chị nhờ? Bài này không? Ok anh chị, mời anh chị chúng ta cùng đến với bài hát tiếp theo ha. Anh chị chia sẻ cho hai đứa em vui, góp phần vui vui nhộn lên với anh chị nhé. Cảm ơn sự góp sức của anh chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Lan Hồ. Bài gì ta? Bài gì anh chị? Anh hết yêu em rồi, em hãy nói đi người ơi. Anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không, em nói anh không còn như trước. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu.
và dường như anh hiểu ra một điều em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, ra đi, trả lại em như ngày anh chưa đến. Và khi anh nhận ra em mới yêu anh, không ai yêu anh như em đã từng yêu. Bất quá nhân gian hát rồi nè, nhìn về phía anh. Ô, nhiều bài hát hay quá chị Anna Nhung. Cảm ơn Địa Hải, cảm ơn anh chị. Collagen sủi hồng này sẽ có giá là 1.100.000 đồng một hộp nha chị nha. Mua 2 hộp là 2.200.000 đồng, sẽ được hỗ trợ tặng thêm một hộp nữa là 3 hộp. Anh chị sẽ dùng được trong vòng 2 tháng nè, sẽ giúp da căng, da sáng, tăng tính năng ngồi cho da của mình. Nó sẽ tăng sinh collagen từ bên trong cho anh chị luôn nhá. Mình cứ để lại số điện thoại giúp em đi ạ. Anh khạc em khạc, đúng rồi đó. Có phải em hết yêu anh rồi? Không phải. Em hãy nói đi người ơi. Nói rồi. Anh vô tâm hay là em đã sai? Mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp. Chắc chắn rồi. Em nói anh không còn như trước. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì em sẽ bước ra đi, trả lại em như ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, ra đi, trả lại em như ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Hello Bích Thuận, em vẫn vậy mà Thuận ơi, cái gì đâu khác. Chào chị Phương. Em vẫn vậy mà. Chào bé Phương nha. Chào chị Tú Hà. Chào anh Long à, Lê Nguyễn. Tăng cho một đà 350, chị gái hơi 7 tuổi bắt đầu sử dụng nha. 7 tuổi thì sẽ có giá là 350.000 đồng, cho tới 12 tuổi là cái liệu trình của trẻ em. Còn liệu trình người lớn là từ 13 tuổi trở lên sẽ có giá là 600.000 đồng. Giúp mình ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân một cách an toàn hiệu quả. Không bị tích nước, không bị tụt cân xuống ký sau khi ngưng sử dụng. Rất là cam kết cái độ an toàn cho da, cho sức khỏe của mình. Một hộp là 60 viên dành cho... Này hả? Hay lắm hả? Ok. Nó lạ hơn. Ok, và bây giờ thì mời anh chị, cô chú chúng ta cùng đến với một cái khúc nữa nhé. Xà quá anh chị, quá xà. Anh kia đây làm đi xa quá. Cảm ơn chị xuống chợ thành công quá xa. Ok, cảm ơn cô chú anh chị nhé. Và cái bộ combo này là 1.160.000 chị gái ơi. Chị gái vừa mới hỏi là để lại số điện thoại luôn cho em nhé. Một gel rửa mặt 2 trong 1 giá 320.000 đồng. Một cái toner siêu thẩm thấu sẽ giúp cân bằng cái độ pH trên da của mình, cũng như là siêu cấp ẩm cho da của mình. Rồi sau đó là sẽ là một cái kem nâng tông dưỡng da mờ thâm và nâng tông thì sẽ có giá là 450.000 đồng. Thì cái sản phẩm, ba sản phẩm này cộng lại là sẽ là 1.160.000 đồng. Nhưng mà khi anh chị chúng ta mua ba sản phẩm này thì bên em sẽ